Nhằm động viên kịp thời đến các lực lượng tuyến đầu đang thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, sáng nay đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi động viên, trao quà hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền 110 triệu đồng cùng 500 hộp khẩu trang y tế. Tới thăm hỏi trao hỗ trợ bệnh viện giã chiến Điện Biên phủ, các lực lượng truy vết lấy mẫu toàn thành phố, truy vết của tỉnh, lực lượng xét nghiệm, trung tâm y tế huyện Điện Biên. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lò Văn mừng chia sẻ với những khó khăn vất vả của các lực lượng đang phải căng mình từng ngày từng giờ chạy đua với thời gian, kiểm soát chặt chẽ khoanh vùng truy vết, không để dịch bệnh lây lan ở các địa phương, đồng thời tập trung xét nghiệm nhanh, khẩn trương để cùng các lực lượng kiểm soát dịch bệnh. Trước diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tiếp tục đồng hành, chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.